Đào ngay cái đồng coin này đi các bạn ơi. Nói về coin hay là tiền điện tử, thời gian trước mọi người sẽ nghĩ ngay đến Bitcoin là sư tổ của tất cả các loại đồng coin, tiền điện tử trên thế giới. Sau thời của Bitcoin thì có đến hàng ngàn các đồng điện tử khác được ra đời. Đồng coin mạnh cũng có này, đồng coin rác thì cũng không phải là ít. Nhưng điều chung lại, tất cả các cái đồng coin này đều hoạt động rất phức tạp và rối ren. Tại sao lại có cái nhận định như vậy? Vì các bạn thấy, để sở hữu được Bitcoin thì bạn phải có máy đào, chi phí thì đắt đỏ. Và khi có máy đào rồi, chắc gì các bạn đã đào được đồng coin nào nếu không biết về các cái thuật toán hay những cái thứ vấn đề kỹ thuật rất là lằng nhằng và rối ren của công nghệ thông tin để mà có thể vận hành được chiếc máy đào Bitcoin đấy. Bạn cũng có thể dễ dàng hơn để sở hữu được một đồng coin, đó là bạn lên cái sàn giao dịch tiền điện tử, các bạn tạo một cái tài khoản và mua coin ở trên đấy, sở hữu coin ở trên các cái sàn giao dịch đó. Những cái cách thức sở hữu coin kể trên thì đều khá là phức tạp và rất bất tiện cho việc sử dụng tiêu dùng coin trong việc trao đổi hàng hóa hàng ngày. Chính vì vậy mà thế hệ coin thứ 3 ra đời. Chắc hẳn đến đây thì các bạn cũng đã đều đoán ra được rằng cái đồng coin mà mình muốn đề cập đến ở đây đó chính là Pcoin. Pcoin thì đến từ dự án P Network. Bạn đào được coin này trên điện thoại di động thông minh mà bạn đang dùng hàng ngày. Bạn có Pi ở trong ví, lên ở trong cái trình duyệt Pi Browser, bạn tiêu Pi trực tiếp trong cái web bar của bạn, không phải qua bất kỳ một cái sàn giao dịch nào cả. Pi chính là cuộc cách mạng về tiền điện tử, cũng như cách mạng trong công nghệ tài chính thực hiện trên cái nền tảng blockchain. Pi Network đã làm cho tiền điện tử thực tế hơn, và nó tiến sát hơn đến cuộc sống tiêu dùng hàng ngày của chúng ta. Sở hữu được một đồng Pi Coin của Pi Network là bạn đã hiện thực hóa được cái giấc mơ sở hữu tiền điện tử của đại đa số người dân trên toàn thế giới rồi. Tiền điện tử lúc này không còn là thứ gì xa vời với những cá nhân không có đủ tiềm lực tài chính cũng như công nghệ mà mong muốn tiếp cận được với thế giới tiền điện tử. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không đào Pi ngay thôi.